Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Manchester United và câu lạc bộ Newcastle. Đây là trận đấu thuộc vòng đấu thứ 11 giải Ngoại hạng Anh và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 10 và các cầu thủ Manchester United sẽ tiếp đón Newcastle trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái thì đội chủ nhà Manchester United sẽ là những người định giá của trên và sẽ chấp đội khách Newcastle với mức kèo là 0,5. Mức kèo của Mã Hệ tăng 0,75 và hạ xuống còn 0,25. Mức tài xỉu chỗ này là 2,75, 2,5 và 3 trái tùy theo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới từ đời Di Sôi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình, các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. 5 lần gặp nhau gần nhất của Man United và Newcastle thì Man United thắng 4 và thua 1 trước Newcastle. 5 trận thi đấu gần nhất của Man United thắng 4 và thua 1. 5 trận thi đấu gần nhất của Newcastle, Newcastle thắng 2, hòa 2 và thua 1. Và trận đấu này với cái mức kèo hiện nay thì theo nhận định của mình chọn của đội chủ nhà Manchester United chấp 0,5 hoặc là 0,75 cũng được. Vì sao? Thứ nhất là xét về thể lực cũng như là chiều sau đội hình ở hiện tại thì Manchester United đang được đánh giá là từ ngang ngửa đến nhỉnh hơn Newcastle. Thứ hai là trận đấu này Manchester United có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba là xét về phong độ cũng như thành tích đối đầu ở hiện tại thì Manchester United họ cũng đang quá là vượt trội hơn so với Newcastle nữa. Mà trận đấu này nhà cái cũng chỉ đưa ra cái mức kèo là dưới một trái mà thôi. Nếu như trận đấu này mà Manchester United đá đúng phong độ của mình, tận dụng tốt cơ hội và điểm tựa sân nhà nữa thì chỉ cần vượt qua Newcastle với cái việc là một bàn thôi để chúng ta chọn cửa Manchester United, chúng ta cũng đã thắng kèo rồi. Cho nên trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên đi cửa chủ nhà Manchester United chấp dưới 1 nha. Mức tài xỉu trận này là 2,75, 2,5 và 3 trái. Thì nó đi cũng phải nói lại là mặc dù trận đấu này Newcastle không định giá cao, tuy nhiên thì họ cũng là bóng có thực lực và hiện tại thì chỉ xếp sau Manchester United có một bậc mà thôi và phong độ cũng đang khá là ổn định. Vì đó trận đấu này Manchester United ghi bàn nhiều cũng không phải là dễ đâu. Cho nên mình dự đoán trận này một bình nữa sẽ có từ nếu như mà cao lắm là 3 bàn trở xuống là nhiều. Có thể là kết thúc 9 phút dự đoán sẽ có số là 2-0 nhưng mà cho Manchester United hoặc là 1-0 hay là nhiều lắm là 2-1 thôi. Cho nên mình nào tin tưởng mình nữa có thể là lựa kèo xỉu 3 đá nhẹ trước. Chỉ đầu đâm một bàn rồi, tài xỉu nó hơn 3 trái thì nên vào xỉu mạnh nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và xỉu 1 trái. Thì giờ với phong độ cũng đang rất ổn định cộng với điểm tựa sân nhà và 4 trên 5 lần chạm trán gần nhất thì hiệp 1 mình thấy là Manchester United đều có bàn thắng dẫn trước. Cho nên là hiệp 1 các bạn có thể là chịu thiệt chút xíu, bạc hơi thấp, lừa kèo đồng Manchester United và đợi tài hạ cho một thẻ vào nhẹ nha. Tóm lại trận đấu chốt kèo chọn Manchester United và đá xỉu 3. Ở hiệp 1 thì chọn Manchester United đồng banh và đợi tài hạ cho một thẻ vào nhẹ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chúc anh em may mắn nha.